cái việc mà làm livestream để mà nói lên những cái tệ nạn của Đảng Cộng sản. Ngoài ra Thái Vi Lan cũng là một trong những người rất là trực tấn, rất là thẳng thắn và dám cùng với lại anh em cũng như là cùng với mọi người, những người mà phản biện lại, những cá nhân cũng như là những hội đoàn nào mà có những cái tính cách mà lừa bịp, tức là lừa đảo, lừa gạt người người dân trong nước cũng như là người hải ngoại để trục lợi vụ lợi riêng. Đó là cái điểm mà John rất là ngưỡng mộ, đúng không? Trên livestream chúng ta cũng thấy rất là nhiều dạng các bạn. Có những dạng như là vì làm livestream để mà tạo một cái tư lợi riêng, làm một cái livestream để mà tạo danh hoặc là kiếm một cái danh lợi gì đó, rồi làm một cái livestream để mà lừa đảo về tiền bạc. Ngoài ra cái sự nguy hiểm nhất đó là làm livestream làm cho người dân trong nước không mất bị mất phương hướng, bị mất phương hướng, nhìn để thấy thế nào là một cái chế độ cần phải lật đổ hay là phải thay đổi. Đó là những cái trường hợp còn nguy hiểm hơn. Vì vậy mà trên diễn đàn các bạn có những anh chị em thì mọi người ai cũng có một cái cách nói riêng, nhưng chúng ta cũng rất cần những người đã nhìn thấy ra, những cái người mà đang đứng lên làm livestream để lèo lái người dân trong nước mất phương hướng, hoặc là dùng cái livestream của mình để mà lợi dụng. Đó là cái điều không hay, đúng không? Thì cái điểm đó mà John cũng ngày hôm nay trên một cái gọi là trên một cái diễn đàn cũng như là trên một cái suy nghĩ chung giống như là Thái Vi Lan, cho nên John rất là ngưỡng mộ, cũng như là John đã từng nói chuyện với Thái Lan rất là nhiều trong thời gian mà làm livestream, đúng không? Thời gian qua thì vắng mặt của Thái Vi Lan thì Thái Vi Lan đang bị bệnh, không sức khỏe không cho phép để làm livestream, thì cũng lâu rồi mình không có gặp. Và giữa giữa John và trong đây có Jenny, đúng không? Thì Jenny với John thì cũng hay hai anh em hay hỏi nhau ở tình hình của Thái Vi Lan thế nào, khả quan hay sao đó, thì cũng vẫn liên lạc với nhau hỏi thăm thường. Những ngày qua thì John thấy có rất nhiều những cái status để cùng cầu nguyện ơn trên giúp cho Thái Vi Lan qua cái cơn hoạn nạn này. Thì đó là ngày hôm nay lý do tại sao mà John dùng ít phút đầu của cái livestream này để chúng ta, dù gì đi chăng nữa Thái Vi Lan cũng là người Việt, đúng không? Những ai mà có cái sự thù hận, những ai mà có những cái điểm mà không đồng lòng với lại Thái Vi Lan, thì chúng ta cũng hãy ngồi suy ngẫm lại những gì mà Thái Vi Lan đã làm cho mọi người, đúng không? Cho cộng đồng. Không ít thì nhiều cũng đã, thứ nhất là dạy tiếng Anh cho mọi người, đó là một cái điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai nữa là giúp cho cộng đồng, giúp cho những người mới bắt đầu vào ngồi nghe livestream để nhận thức được ra là cái người đó đang lợi dụng cộng đồng, cái người đó đang làm cho cái sự sự đấu tranh cũng như cái nhìn của người dân trong nước bị lạc hướng. Thì chính vì vậy điều này rất là quan trọng trên diễn đàn ngày hôm nay. Vì thế có những lúc mà các bạn, các anh chị cũng biết, những người phản biện mà đứng lên cất lên tiếng nói để vạch trần những người mà đang lạm dụng cộng đồng, cái điều đó nó còn khó gấp trăm lần mà mình ngồi đây mình chỉ nói hay nói tốt, đúng không các bạn? Đúng với những cái gì mà ví dụ như bây giờ các bạn muốn cho ngồi đây kể tội cộng sản hoặc là chửi hay là nói theo cái hướng của các bạn, nó rất là dễ. Để cho các bạn thích nó rất là dễ, đúng không? Nó rất là dễ. Nhưng nhìn một cái người đang làm livestream đang có một cái hướng mà lợi dụng cộng đồng, đang có một cái hướng làm lật hướng dư luận, nó rất là khó. Là vì sao? Những người đó họ đang dùng những cái lời lẽ hay để mà nói theo cái hướng của các bạn thích. Và khi
Những người như Thái Vy Lan, John, Jenny hoặc là Quân Bảo hoặc là Đỗ Hợp, đó đó là những người mà cố tìm ra những cái điểm. Không phải ở đây có nhiều người theo live, theo dõi livestream cũng có, và nhiều người chính trong nhóm của họ tự tạo ra những cái nick ảo. Nó khổ một cái điều là Facebook nó khổ cái điều đó, tức là Facebook của ngay cả những người Facebooker họ làm ra những cái nick ảo để tự ca ngợi họ, và làm cho cái sự mà phản biện nó không đúng thực tế, nó không đúng sự thật. Cho nên cái điều đó rất là khó mà để cho mọi người khi mà đứng lên đưa ra vạch trần ra những người mà đang lợi dụng cộng đồng, nó rất là khó. Phải cần thời gian thật là lâu và cần rất là nhiều những cái evidence, tức là những cái gì đó, những cái bằng chứng, những cái bằng chứng để mà chứng minh cho những cái người mà mới bắt đầu vô coi Facebook. Ví dụ trường hợp, nhắc lại những cái chuyện xưa, ví dụ như trường hợp Huỳnh Quốc Huy, trường hợp Lân Ngân Mai, đúng không? Nếu như Thái Vy Lan cũng đã từng lên làm livestream để mà vạch mặt những người này là đang lợi dụng cộng đồng, đúng không? Thì hoặc là John đứng lên vạch mặt Huỳnh Quốc Huy, Lân Ngân Mai đang lợi dụng cộng đồng, thì mọi người đều cho mình là đang là đánh phá. Đến cuối cùng khi nào mà sự việc nó xong rồi thì mọi người mới ngã ngũ ra là nói là à, những người đó là đang đánh phá, đang lợi dụng cộng đồng. Như vậy nó có quá trễ hay không các bạn? Nó quá trễ hay không? Nếu như mọi người giống như John hoặc là Thái Vy Lan hoặc là Jenny hoặc là Đỗ Hợp hoặc là những người Quân Bảo hoặc là Henry Bằng, nếu như không cất lên tiếng nói để mà vạch trần những cái người này ra, thì cái sự truyền thông nó sẽ đi về đến đâu nữa? Nó sẽ làm cho người dân Việt Nam còn hoang mang tới mức nào, đúng không? Đừng nói một chương trình Lisa Phạm có thể nào mà làm cho toàn cộng đồng người Việt có thể mà ở Việt Nam có thể mà tập trung được. Từ vì những cái người mà đang lợi dụng cộng đồng, nó sẽ, gọi là truyền thông bẩn đó, như Jenny đang nói, thì nó sẽ làm cho loãng đi cái sự theo dõi của mọi người và làm cho mọi người Việt Nam họ phân tâm, đúng không? Họ có thể compare, Lisa Phạm nói như thế này, anh John nói như thế này, Huỳnh Quốc Huy nói như thế này, Lâm Ngân Mai nói như thế này, Thùy Dương nói như thế này. Chính xác là như vậy, nó sẽ làm loãng đi cái sự mà tập trung để đấu tranh. Chính vì vậy, mình phải loại bỏ những cái thành phần đang lợi dụng cộng đồng để mọi người tập trung vào những cái người mà có chương trình giúp cho người dân trong nước hiểu rõ được vấn đề, nó tập trung hơn, giống như chương trình Lisa Phạm hoặc là những chương trình bổ ích, đúng không? Đúng không? Rất là khó. Vì một người ca sĩ đang hát hay mà bây giờ tự nhiên mình nói ở cái người đó hát dở, làm sao mình chứng minh cái người đó hát dở, đúng không? Giống như trước đây, ngày xưa ví dụ như ai cũng khen Như Quỳnh hát hay, đúng không? Tự nhiên giờ Như Quỳnh về Việt Nam hát bưng bô cho cộng sản, bắt đầu bắt các bạn ghét liền, đúng không? Cái đó là còn dễ chứng minh ha các bạn. Cho nên khi một cái điểm mà cái người mà phản biện để mà giải thích cho các bạn là cái người đó đang lừa dối cộng đồng, nó rất là khó. Đó là cái điểm mà mình muốn nói với các bạn, là anh Thái Vy Lan cũng là một thời, đúng không? Cùng chung cái chiến tuyến với lại tròn cũng như mọi người, để mà ngồi xuống nhận định những cái người nào một mặt thì vẫn đưa thông tin giúp cho Việt Nam thấy được cái xã hội kinh tế cũng như chính trị ở Việt Nam, nhưng một mặt phải vạch trần ra những kẻ mà đang lợi dụng cộng đồng, đang lợi dụng cái diễn đàn livestream này để mà tạo cái tư lợi gì riêng, đúng không? Thì nói đến cái vấn đề mà làm cái diễn đàn để tạo tư lợi riêng, nó có rất là nhiều vấn đề mà đã từng xảy ra, giống như những trường hợp mà John đã kể trước đây. Các bạn thấy là những người mà gọi là những bạn trẻ mà ở Việt Nam, chưa bao giờ trải qua về vấn đề mà tham khảo về chính trị cũng như là theo dõi tình hình đất nước trong nước ra sao, hoặc là những người mà làm livestream như thế nào, chỉ ngồi đó thấy cái người đó đang nói,
đang nói hay quá, đúng hướng quá, thì tự nhiên mình thích thì nó khác, nó sẽ rất là dễ bị lạc hướng, đúng không? Nhưng phía sau đó họ đang lợi dụng được cộng đồng, họ lợi dụng tất cả những cái người làm livestream mà ngồi mà kêu gọi ủng hộ tiền giúp đỡ cho người này bị thương, kẻ kia đi lao động hợp tác bị đàn áp, hoặc là đại khái là tất cả những cái gì mà kêu gọi về tiền không ít thì nhiều. Đó là những cái trường hợp những cá nhân làm livestream đang trục lợi, đang tư lợi, không những về danh mà cả về vật chất, đúng không? Từ ngày cho làm livestream thì chưa, bây giờ cho kêu gọi mọi người ở đóng tiền cho Nguyễn Văn A đi, mới bị đụng xe, hoặc là Nguyễn Văn B cần tiền đi mổ hay nọ. Không phải là ở đây mình nói rằng là mình có đủ tiền, mình có cuộc sống ổn định rồi, mình không có để ý về quê nhà, mình không có một cái lòng mà gọi là lá lành đùm lá rách. Nói ra ở đây sẽ có rất là nhiều người phản biện là ông cho này ông không có trái tim, không có lòng thương người. Không phải, không phải các bạn. Cuộc sống ở trong mỗi một người, mỗi một nơi có một cái chính sách riêng, đúng không? Ngay cả trong nước, tại sao người dân trong nước chúng ta đóng thuế, chúng ta làm mọi thứ, đóng thuế cho Đảng Cộng sản, mà tại sao Đảng Cộng sản không lo cho người dân đủ, đúng không? Tại sao và khi Đảng Cộng sản đưa Trung Quốc vào Việt Nam, bán đất bán biển cho Việt Nam, thì người dân Việt Nam không cất lên tiếng nói? Cái điều đó là cái lỗi của các bạn ở trong nước thôi, đúng không? Không thể nào nói rằng rằng là khi mà có chuyện thì là kêu người Việt Nam, người hải ngoại bên đây kêu gọi giúp đỡ này nọ, mà nếu mà không cho thì nói họ là ích kỷ, hoặc là không có quan tâm đến người khác thì nó không phải. Tự vì các bạn biết cuộc sống ở mỗi một nơi ai cũng phải đi làm, cũng phải có cuộc sống riêng. Như John đây, John đi làm chứ không phải đóng thuế cho chính phủ, để chính phủ lo khi mình có công, khi mình bị có chuyện gì, bị bệnh hay bị gì thì chính phủ lo cho mình. Ngược lại ở Việt Nam cũng vậy, các bạn thấy ngày hôm nay thuế các bạn đóng còn nhiều hơn bên này, bao nhiêu thứ thuế các bạn đều đóng. Và ngay cả khi Đảng Cộng sản vay vốn của nước ngoài, ngày hôm nay cái số vốn nó đã lên đến mức ngất đỉnh rồi, tức là gần như là phá sản rồi. Công nợ ngày hôm nay trên mỗi một đầu người đã lên tới 33 triệu một người, một đứa trẻ mới sanh ra. Thì các bạn nghĩ rằng đó là những cái điểm mà các bạn đang bị Đảng Cộng sản bóc lột mà các bạn không cất lên tiếng nói. Các bạn kêu gọi bên này làm livestream, kêu gọi bên này đóng tiền. Cho nên những người mà làm livestream không cần biết là kêu gọi ủng hộ tiền này hay tiền kia, tất cả đều là lợi dụng. Thứ nhất, cho mình là con người có danh, người đang được nhiều fan ủng hộ thì sẽ kêu gọi đóng tiền rất là dễ, đúng không? Từ cái chỗ mà từ danh cho đến lợi nó rất là gần nhau các bạn, nó rất là gần nhau. Cho nên chính vì cái điểm đó mà các bạn thấy những anh chị em nào mà làm livestream không bao giờ nhắc tới tiền bạc, mình không phải mình tự hào nhưng mà các bạn hãy để ý, đúng không? Không bao giờ cho anh kêu gây quỹ hay làm này làm kia, làm trò này trò kia, không bao giờ, đúng không? Không bao giờ hát để quyên tiền, bán CD hoặc là bất cả một cái gì, những cái điều đó là những cái điều mà sàn si đú, đúng không? Chính vì cái điều đó mà mình muốn nói lên cái điểm. Thanh Luân muốn lên hả? Để anh coi có giờ không nha. Men chờ chút xíu Thanh Luân, nếu mà anh có giờ thì anh sẽ gọi em. Anh sợ anh không có giờ, anh vừa nói chuyện vừa coi giờ. Hai Thanh Luân, thank you for asking. Đó là cái điểm mà John muốn ngày hôm nay ngồi đây để trình bày. Thứ nhất là một chút mình nhắc đến cái thời gian Thái Vy Lan đã cùng anh em làm livestream. Thứ hai nữa là muốn giúp cho người xem livestream chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta đừng có thêm phong trào, đúng không? John cũng không có khuyên là người đó nói hay người đó đúng, nhưng mà các bạn thấy có rất là nhiều người làm livestream trên diễn đàn ngày hôm nay đã bị, ngay cả người Việt ở trong nước họ đã lên án những người làm livestream ở hải ngoại
nếu như chúng ta không có đủ trình độ. Giống như John vô tình coi một cái livestream của một anh ở Việt Nam, nhìn anh đầu rất là ngầu ha, tóc dài, để nếu mà John có, John sẽ gửi lên cho các bạn xem cái livestream, cái clip đó. Anh ta nói rất là thật, và cái trình độ hiểu biết của anh ta là vì anh ta ngay ở trong nước cho nên rất là hiểu rõ vấn đề. Thì những cái livestream của anh Benny Trường thì đa số John không có theo dõi nhiều, là tự vì nó rất là dài và rất là nhiều cho nên không có thời gian, mà chưa bao giờ coi, hầu như là như vậy. Thì mình vô tình mình thấy cái anh này, anh mới đưa lên cái ý kiến là nói riêng cho anh Benny Trường ấy, là nếu như không đủ cái trình độ để mà đối đáp với lại những cái đứa mà tình báo Hoa Nam hoặc là những kẻ mà dư luận viên này nọ, thì chúng ta không nên đưa nó vào chương trình. Làm như vậy cái người dân ở trong nước họ cảm thấy à, mình là người làm livestream mà mình còn bị thua cái đấu cái tranh luận đối với cái tình báo Hoa Nam và đối với lại những cái kẻ dư luận viên như vậy, thì liệu những người ở trong nước họ còn tin vào những cái lời nói của người làm livestream ở bên hải ngoại nữa hay không? Cái điểm này rất là quan trọng, rất là quan trọng, đúng không các bạn? Đối với John cũng vậy, cái sự mà nhận xét cũng như là cái phản ứng nó tùy theo mỗi một con người có được cái chỉ số, giống như người ta nói là chỉ số thông minh, cũng như là cái phản xạ nhanh lẹ hay không, đúng không? Mỗi một người mỗi khác. Thì John thì chưa bao giờ John mời bất cứ một người nào ở bên Việt Nam lên, là vì thứ nhất, mình cứ suy nghĩ một cách đơn giản thôi, là nó sẽ rất là nguy hiểm cho người trong nước, đúng không các bạn? Ở Việt Nam, là tự vì đối với Đảng Cộng sản nó sẽ dùng rất là nhiều luật, và những cái luật mình không thể nào cãi được. Có thể nó ở anh A này join livestream với lại John Nguyễn hoặc là Lisa hoặc bất cứ người nào đó, thì như vậy mình cảm thấy như vậy là người này đang liên kết với người nước ngoài để chống phá nhà nước, như vậy họ sẽ ghép tội cho người Việt Nam ngay, đúng không? Còn nếu như chúng ta mời dư luận viên hoặc là chúng phải những cái thằng tình báo, các bạn biết những thằng tình báo nó đã được luyện tối ngày nó luyện về vấn đề đó rồi, thì chúng ta chỉ là những người lên làm livestream bình thường, chúng ta sẽ không có thể nào đối đáp lại được, đúng không? Những tình hình đó thì cần phải những người gọi là chính trị gia, những người mà đi sâu vào vấn đề chính trị thì may ra có thể ngồi đó đối đáp. Chứ còn những người tay ngang, ví dụ như mình chỉ nói lên về vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, thì mình không kịp để mà phản ứng. Như vậy nó làm cho người dân trong nước họ còn hoang mang hơn, đúng không? Đó là cái điều mà những người làm livestream. Và một phần nhắc về Thái Vy Lan ha các bạn. Thì một lần nữa, John, thứ nhất bản thân John sẽ xin cầu xin ơn trên, chúc cho Thái Vy Lan mau chóng khỏi bệnh để quay lại livestream cùng với anh em, thay mặt mọi người đã ngồi đây để cùng có một chút suy nghĩ về Thái Vy Lan và cùng cầu nguyện cho anh ha. Kế tới là mình muốn nói về tình hình, mình nói về một tí về môi trường đi ha các bạn. Tại vì ngày hôm qua vô tình á, mình coi một cái video clip mà mình thấy người dân Việt Nam ngày hôm nay khi mà hứng nước ngọt đó các bạn, mà hứng một cái xô nước nó đen ngòm luôn, tức là nước nó đen thù lùi giống như là nước cống chứ không phải là nước để sử dụng. Thì nói về nguồn nước ngọt, các bạn biết Việt Nam có rất là nhiều những cái tài nguyên cũng như là những cái gì mà thiên nhiên. Việt Nam tuy là một nước nhỏ nhưng tài nguyên thiên nhiên đã ưu đãi rất là nhiều cho đất nước Việt Nam, mà chính con người Việt Nam không biết cái nguồn tài nguyên đó mà để cho một cái đảng Cộng sản, là một cái đảng từ ở trong rừng đi ra không có trình độ để mà nó quản lý cái tài nguyên này. Chính vì điều đó tại sao Việt Nam càng ngày càng tụt hậu, và tại sao Việt Nam càng ngày càng thiếu nợ nhiều, và tại sao công dân Việt Nam ngày hôm nay chưa sanh ra đã chuẩn bị gánh 33 triệu đồng tiền nợ công, đúng không? Riêng nói về nước ngọt các bạn, chúng ta có sông Sài Gòn. Trước năm 75, sông Sài Gòn là một trong những nhánh sông để mà làm cái nguồn nước ngọt sinh hoạt cho toàn khu vực Sài Gòn cũng như là các tỉnh lân cận, các vùng lân cận, đúng không? Nhà máy lọc nước sông Sài Gòn
tất cả tròn rất còn nhỏ nhưng mà cho còn nhớ. Ngày xưa cứ nói là nước này là nước máy của từ sông Sài Gòn kéo vô. Thì các bạn biết sông Sài Gòn và các nhánh sông khác đã là nguồn nước rất là tốt cho người dân Việt Nam. Về miền Tây các bạn thấy sông Tiền, sông Hậu, sông Mê Công, tất cả những dòng sông này là một nguồn trù phú cho miền Nam. Nước ngọt nó trong sạch đến mức độ mà người dân ở dưới quê họ không cần phải dùng sử dụng để lọc nước mà họ lấy thẳng nước từ sông đi vào, đánh phèn có thể được ăn được và đánh phèn có thể sử dụng tắm rửa và ăn uống một cách dễ dàng. Đúng không? Mà ngày hôm nay các bạn thấy cái môi trường của Việt Nam ngày hôm nay ra sao, nguồn nước mở ra nước máy mà đen còn hơn nước cống nữa. Thật là quá đau lòng cho đất nước Việt Nam, riêng đó là cái nguồn nước ngọt các bạn. Về phía Bắc thì có sông Hồng. Đất nước Việt Nam toàn bộ từ Bắc cho đến Chí Nam đầy đủ hết, chưa nói về biển nha các bạn. Chưa nói về biển nha. Đây là mình mới nói nước ngọt là tại vì mình thấy cái xô nước nó bị đen như vậy. Thì tại sao người dân Việt Nam hôm nay còn chờ đợi gì nữa, còn nghĩ gì khi thấy cái nguồn nước là cái nguồn quan trọng nhất để nuôi sống con người mà nó bị ô nhiễm đến mức độ như vậy mà mọi người vẫn im lặng. Nói đến nước ngọt các bạn biết, không biết anh chị ở trong đây có ai đã từng đi du lịch Singapore chưa ha? Thì Singapore là một trong ngày hôm livestream trước cho đã nói riêng cái passport của Singapore hiện tại năm 2018 là có power nhất trên thế giới. Các bạn thấy một Singapore châu Á mà còn đứng hơn nước Mỹ, hơn Canada và hơn tất cả các nước khác, là một nước có cái power, có một cái passport power khu vực châu Á mà mạnh nhất thế giới, đúng không? Thì riêng đối với lại nước ngọt thì Jenny có đi Singapore rồi, ok. Thì có một cái điểm này, không biết những anh chị nào đi Singapore rồi thì mình cũng nhắc lại, thì John đi Singapore vào năm 2005. Nói về sạch thì miễn bàn rồi ha, Singapore rất là sạch. Nhưng nói cái điểm quan trọng nó liên quan vấn đề nước ngọt. Các bạn biết nước ngọt ở Singapore nó phải nhập từ ở bên Mã Lai đưa qua. Singapore không có nước ngọt. Ha. Singapore không có nước ngọt. Không có những sông, không có những dòng sông lơ đãng, những dòng sông thơ mộng, những dòng sông mà phù sa giống như Việt Nam chúng ta. Singapore không có nước ngọt vì nó là hòn đảo thôi. Mà nó phải nhận nước, nó phải nhập nước ngọt từ Malaysia, từ Mã Lai qua để nó sử dụng cho người dân. Đặc biệt khi mà mình đi du lịch á, thì mình sẽ thấy ở trên đường phố cũng như là những cái nơi washroom, những cái khu mà public này nọ thì họ có những cái vòi nước để rửa tay các bạn. Thì họ có để một cái hàng chữ ở trên cho mình biết là nước này chỉ có để rửa tay thôi, hand wash thôi, chứ không có dùng để uống. Là vì sao các bạn? Khi những cái nguồn nước ngọt á mà đã sử dụng rồi thì Singapore sẽ làm một cái hệ thống máy để mà lọc lại toàn bộ những cái nước đã sử dụng, tức là reuse, tức là họ dùng những cái nước thải, ví dụ như mình tắm rửa giặt giũ hoặc là tất cả những cái gì mà mình sử dụng từ cái nguồn nước ngọt sạch thì Singapore họ có một cái máy để mà reuse lại, tức là lọc lại cái nước này và cái nguồn nước này họ đưa ra những cái nơi công cộng để mà sử dụng, tức là rửa tay an toàn, tức là rửa tay được không sao hết, tức là sạch rồi, an toàn rồi, nhưng không có ăn, không có uống vào người thôi, thì họ nói là cái nước này có thể rửa tay được. Một cái điểm mà cho muốn dẫn chứng với lại các bạn ở Việt Nam, các bạn trẻ Việt Nam cũng như là dư luận viên hoặc là những ai chưa từng đi Singapore và những ai chưa thấy được cái tiềm năng, cái nguồn tài nguyên mà thiên nhiên đã cho Việt Nam, ưu đãi Việt Nam đến mức độ nào mà người dân Việt Nam hoàn toàn không màng tới. Đúng không? Việt Nam hoàn toàn không màng tới. Một đất nước Singapore, một hòn đảo, họ không có nước ngọt, họ phải nhập nước ngọt từ Mã Lai, mà bây giờ đồng tiền của họ, tiền đô của Singapore nếu mà cho nhớ không lầm nó thua Canada, hình như nó có lúc nó ngang bằng và nó còn cao hơn đồng đô la Úc đổi ra tiền Mỹ các bạn, nó còn cao hơn tiền tiền Úc và tiền ca nha, đôi khi đó. Thì các bạn thấy đi, nhìn Singapore là một hòn đảo nhỏ như vậy, ngay khu vực châu Á, ngay bên cạnh Việt Nam như vậy,
Ngày xưa Lý Quang Diệu Singapore cũng mơ được một nửa phần hòn ngọc Viễn Đông là của Việt Nam, mà ngày hôm nay người ta làm sao? Singapore người ta làm sao? Phát triển một cách vượt mực, mà hai cái nguồn chính là nước ngọt và biển. Nước ngọt thì họ đã thua Việt Nam rồi, họ không có nước ngọt đúng không? Việt Nam có nước ngọt. Thêm một cái điểm nữa mà cho đi du lịch Singapore mà cho muốn kể với các bạn ở đây. Tất cả những cái điểm mà Singapore họ làm rất là hay, họ có đầy đủ sở thú của họ các bạn. Sở thú ở trong một cái khu vực sở thú rất là nhỏ nhưng nó đầy đủ các loại thú để cho con nít có thể mà học hỏi cũng như là theo dõi. Một cái sở thú mà nó đầy đủ tất cả các loài thú cũng như là vườn thực vật này nọ trên toàn thế giới ngay ở Singapore các bạn ha. Để nói cái điều này để cho các bạn trẻ sinh viên Việt Nam cũng như là mọi người ở Việt Nam, chúng ta có còn quá trẻ để mà suy nghĩ khi thấy đất nước Việt Nam chúng ta đã được, mình nói chung đây, đã được ông trời ban cho những cái điểm mà tài nguyên cũng như là thuận lợi về thời tiết, thuận lợi mọi thứ về thời tiết cũng như là về tài nguyên thiên nhiên mà người dân Việt Nam chúng ta không dám cất lên tiếng nói. Không dám cất lên tiếng nói để cho một cái đảng cộng sản nó hoành hành, nó cắt đất, nó bán biển. Ngày hôm nay bắt đầu đã tiến vào một bước, đó là về vấn đề tiền. Đúng không các bạn? Trước đây vào cuối năm ngoái thì là về chữ đã chuẩn bị đưa vào Việt Nam, và ngày hôm qua kia nay nó đã đăng hẳn lên là về tiền đã chuẩn bị đưa vào Việt Nam ha các bạn. Đó là cái nỗi đau của người dân Việt Nam chúng ta. Thường khi chúng ta có chuyện chúng ta không dám nói lên, chúng ta nói lên thì chúng ta sợ mất lòng. Đó là cái điểm mà người dân Việt Nam sống, nếu mà mình nói là sống khách sáo quá thì không biết đúng, hay là sống sạo, cái nào không biết đúng thì để mình nói cho các bạn thấy ha. Để mình nói cho các bạn một cái ví dụ để coi người dân Việt Nam chúng ta là sống sạo hay là khách sáo hay là như thế nào ha. Mình cho các bạn một cái ví dụ, các bạn ở Việt Nam ha, ngay cả các bạn ở bên đây các bạn để ý một chút. Ví dụ đi, cách đây ít bữa đi, con gái của John á, nó mặc cái skirt, tức mặc nó mặc cái đầm nhìn dễ thương lắm, thì John nói hey you look great in your skirt, đúng không? Thì đứa con của John nó mới có 7 tuổi thôi, thank you daddy, thank you daddy, ok, đó là đứa con của John mới 7 tuổi, mình khen nó mặc cái đầm đẹp, thank you daddy, ok. Mình đi đến chỗ sở làm, mình gặp một người bạn, hey you look great in your new hair, tức là mới cắt tóc á, thank you. Họ sẽ trả lời bạn ngay thank you, đúng không? Họ chỉ trả lời bạn thank you thôi, là họ accept cái lời khen của bạn, họ chấp nhận cái lời khen của bạn, đúng không? Đối với người dân Việt Nam sao? Hey Jenny, ngày hôm nay mặc cái áo đẹp á Jenny. Đâu có đâu anh Hải, đâu có đâu anh John, áo này mà đẹp gì? Thế là John phải nói đẹp thiệt mà. Thế thì đó, ủa vậy hả? Ừ, John phải nói là yeah, đẹp thiệt đấy, đúng không? Thì các bạn thấy đó là cái phong cách của người Việt Nam mình, nó vừa khách sáo lẫn gian xảo ở đó các bạn. Nó không có thật, đúng không? Khi một người đối diện khen mình đẹp, đối với tụi Tây, đối với người người bên Canadian hoặc là người Mỹ hoặc là ngay cả con nít ở đây nó đã dạy như vậy, đúng không các bạn? Một lời khen nó feel được là cái người đó đang khen nó, thank you để appreciate, để mà cảm ơn lại cái người đã khen nó. Còn người Việt mình á thì cần phải khen nhiều lần lên nữa, đúng không? Ví dụ như Jenny ở đây, sorry nha Jenny. Ví dụ nó ô Jenny hôm nay em có áo đẹp á, em mặc áo đẹp á. Jenny nó đâu có đâu. Anh cho nó làm sao đâu có. Thế là anh cho phải nói lại lần nữa, không đẹp thiệt mà. Tức là phải cần cho cái người đó khen nhiều lần lên nữa mới chịu. Nào, nó một cái sự gian xảo, một cái sự tham lam, nó không có thật với nhau, nó không có thật với nhau. Đó là cái điểm mà không biết, đó là một cái tập tục, một cái tập tục khách
sáo là hay là một cái sự mà nghi ngờ, không biết con này, không biết anh này nó khen thiệt hay là khen dở đây hay này nọ. Cho nên đó là cái lối sống của người Việt chúng ta, nó làm cho mọi người không có còn thật lòng nữa, đúng không? Không có thật. Đó là cái ví dụ mà mình muốn giới thiệu với các bạn là cái cách sống ở bên này nó là như vậy. Cách sống ở bên này, con nít này, con nít mình khen nó đảm bảo đẹp, nó thanh kiều lên. Đó là cái điểm đó mà mình nói là các bạn ở Việt Nam chúng ta khi thấy một cái điểm gì sai, chúng ta phải cất lên tiếng nói. Đó là cái điều mà mình muốn 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 mong các bạn trẻ cũng như là mong mọi người dân Việt Nam ngày hôm nay thấy được tình cảnh Việt Nam ngày hôm nay. Cuối năm ngoái thằng Bùi Hiền đưa ra cái ngôn ngữ đó, mọi người phải cất lên tiếng nói, phải đấu tranh thật là mạnh mẽ, quyết liệt, đúng không? Hầu như là đa số là các anh chị em bên hải ngoại cất lên tiếng nói và mọi người chỉ có lên Facebook nói thôi, chứ cũng không có là các trường học, các sinh viên không không đứng lên biểu tình, phải chống đối lại. Mọi sinh viên, mọi người, thầy giáo, cô giáo, ngay cả thầy giáo, cô giáo cũng im lặng luôn. Cái nhu nhược và cái hèn nhát đó tới cái mức độ đó. Ngay cả những người giáo viên, sinh viên khi thấy một cái thằng Bùi Hiền nó đưa một cái ngôn ngữ như vậy cũng không ai dám đứng lên phản biện là ông làm như vậy là sai rồi, đồng ý ông có một cái phát minh, đúng không? Nhưng mà cái phát minh đó nó hoàn toàn không có lợi cho dân tộc thì hoàn toàn sai. Mỗi một con người đồng ý có một cái sự tự do phát minh, nhưng cái phát minh đó nó có làm lợi cho dân tộc, có làm lợi cho con người hay không, nó có làm lợi cho nhân loại hay không? Nếu nó không làm lợi cho nhân loại thì loại bỏ, chứ không thể nào để cho nó kéo dài ngày này qua tháng nọ, để từ từ nó nhiễm vào và từ từ nó còn đang, bây giờ nó đang bắt buộc đưa vào giáo dục của Việt Nam, đưa vào chương trình của Việt Nam. Các bạn cứ thấy đi, đúng không? Các bạn để ý đi, đó là cái điểm mà mình muốn nói là người dân Việt Nam, đặc biệt là giới sinh viên cũng như là giáo viên, là cái trụ cột của một đất nước, chúng ta phải mạnh mẽ cất lên tiếng nói, phải làm sao thấy được những cái điều mà nó Đảng Cộng sản đang đưa người dân Việt Nam đi đến chỗ chết, đưa đất nước Việt Nam thành nô lệ cho Trung Quốc, thì chúng ta phải đứng lên nói. Trường hợp sắp tới đây, các bạn thấy tại sao những ngày qua những nhà băng đang chuẩn bị ào ào phá sản, ào ào giật tiền, giật nợ, thì các bạn cũng thấy đó là một cái điểm mà John cũng muốn cho các bạn thấy là cái tình hình chính trị, tình hình kinh tế Việt Nam ngày hôm nay ra sao, và tại sao đùng cùng một thời điểm mà tất cả các nhà băng đang phá sản thì Trung Quốc bắt đầu đưa tiền nhân dân tệ vào Việt Nam. Ha các bạn. Không biết Jenny hay là Thanh Luân ai muốn lên? Anh có 15 phút nữa. Thanh Luân có muốn lên hay là Jenny muốn lên? Ai lên giơ tay lên. Nếu như các bạn nào có về vấn đề kinh tế thì nói chuyện về vấn đề nhà băng phá sản cũng như là về về tiền, tại sao Trung Quốc. Ok, để mình mời Thanh Luân nha. Thanh Luân nói về tiền cũng ngầu lắm á. Trên thế giới các bạn thấy một Singapore châu Á mà còn đứng hơn nước Mỹ, hơn Canada và hơn tất cả các nước khác, là một nước có cái power, có một cái passport power khu vực châu Á mà mạnh nhất thế giới, đúng không? Thì riêng đối với lại nước ngọt thì Jenny có đi Singapore rồi, ok. Thì có một cái điểm này, không biết những anh chị nào đi Singapore rồi thì mình cũng nhắc lại, thì John đi Singapore vào năm 2005. Nói về sạch thì miễn bàn rồi ha, Singapore rất là sạch. Nhưng nói cái điểm quan trọng nó liên quan vấn đề nước ngọt. Các bạn biết nước ngọt ở Singapore nó phải nhập từ ở bên Mã Lai đưa qua. Singapore không có nước ngọt. Ha. Singapore không có nước ngọt. Không có những sông, không có những dòng sông lơ đãng, những dòng sông thơ mộng, những dòng sông mà phù sa giống như Việt Nam chúng ta. Singapore không có nước ngọt vì nó là hòn đảo thôi. Mà nó phải nhận nước, nó phải nhập nước ngọt từ Malaysia, từ Mã Lai qua để nó sử dụng cho người dân. Đặc biệt khi mà mình đi du lịch á, thì mình sẽ thấy ở trên đường phố cũng như là những cái nơi washroom, những cái khu mà public này nọ,
thì họ có những cái vòi nước để rửa tay các bạn, thì họ có để một cái hàng chữ ở trên cho mình biết là nước này chỉ có để rửa tay thôi, hand wash thôi, chứ không có dùng để uống. Là vì sao các bạn? Khi những cái nguồn nước ngọt á mà đã sử dụng rồi thì Singapore sẽ làm một cái hệ thống máy để mà lọc lại toàn bộ những cái nước đã sử dụng, tức là reuse, tức là họ dùng những cái nước thải, ví dụ như mình tắm rửa giặt giũ hoặc là tất cả những cái gì mà mình sử dụng từ cái nguồn nước ngọt sạch, thì Singapore họ có một cái máy để mà reuse lại, tức là lọc lại cái nước này, và cái nguồn nước này họ đưa ra những cái nơi công cộng để mà sử dụng, tức là rửa tay an toàn, tức là rửa tay được không sao hết, tức là sạch rồi, an toàn rồi, nhưng không có ăn, không có uống vào người thôi, thì họ nói là cái nước này có thể rửa tay được. Một cái điểm mà cho muốn dẫn chứng với lại các bạn ở Việt Nam, các bạn trẻ Việt Nam cũng như là dư luận viên hoặc là những ai chưa từng đi Singapore và những ai chưa thấy được cái tiềm năng, cái nguồn tài nguyên mà thiên nhiên đã cho Việt Nam, ưu đãi Việt Nam đến mức độ nào mà người dân Việt Nam hoàn toàn không màng tới. Đúng không? Việt Nam hoàn toàn không màng tới. Một đất nước Singapore, một hòn đảo, họ không có nước ngọt. Họ phải nhập nước ngọt từ Mã Lai. Mà bây giờ đồng tiền của họ, tiền đô của Singapore, nếu mà cho nhớ không lầm, nó thua Canada. Hình như nó có lúc nó ngang bằng và nó còn cao hơn đồng đô la Úc đổi ra tiền Mỹ các bạn. Nó còn cao hơn tiền tiền Úc và tiền Ca nha, đôi khi đó. Thì các bạn thấy đi, nhìn Singapore là một hòn đảo nhỏ như vậy, ngay khu vực châu Á, ngay bên cạnh Việt Nam như vậy. Ngày xưa Lý Quang Diệu Singapore cũng mơ được một nửa phần hòn ngọc Biển Đông là của Việt Nam, mà ngày hôm nay người ta làm sao? Singapore người ta làm sao? Phát triển một cách vượt mực, mà hai cái nguồn chính là nước ngọt và biển. Nước ngọt thì họ đã thua Việt Nam rồi, họ không có nước ngọt đúng không? Việt Nam có nước ngọt. Đồng à, thêm một cái điểm nữa mà cho đi du lịch Singapore mà cho muốn kể với các bạn ở đây. Tất cả những cái điểm mà Singapore họ làm rất là hay, họ có đầy đủ sở thú của họ các bạn. Sở thú ở trong một cái khu vực sở thú rất là nhỏ nhưng nó đầy đủ các loại thú để cho con nít có thể mà học hỏi cũng như là theo dõi. Một cái sở thú mà nó đầy đủ tất cả các loài thú cũng như là vườn thực vật này nọ trên toàn thế giới ngay ở Singapore các bạn ha. Để nói cái điều này để cho các bạn trẻ sinh viên Việt Nam cũng như là mọi người ở Việt Nam, chúng ta có còn quá trẻ để mà suy nghĩ khi thấy đất nước Việt Nam chúng ta đã được, mình nói chung đây, đã được ông trời ban cho những cái điểm mà tài nguyên cũng như là thuận lợi về thời tiết, thuận lợi mọi thứ về thời tiết cũng như là về tài nguyên thiên nhiên mà người dân Việt Nam chúng ta không dám cất lên tiếng nói. Không dám cất lên tiếng nói để cho một cái Đảng Cộng sản nó hoành hành, nó cắt đất, nó bán biển. Ngày hôm nay bắt đầu đã tiến vào một bước, đó là về vấn đề tiền. Đúng không các bạn? Trước đây vào cuối năm ngoái thì là về chữ đã chuẩn bị đưa vào Việt Nam, và ngày hôm qua kia nay nó đã đăng hẳn lên là về tiền đã chuẩn bị đưa vào Việt Nam ha các bạn. Đó là cái nỗi đau của người dân Việt Nam chúng ta. Thường khi chúng ta có chuyện chúng ta không dám nói lên, chúng ta nói lên thì chúng ta sợ mất lòng. Đó là cái điểm mà người dân Việt Nam làm ra những cái nick ảo để tự ca ngợi họ và làm cho cái sự mà phản biện nó không đúng thực tế, nó không đúng sự thật. Cho nên cái điều đó rất là khó mà để cho mọi người khi mà đứng lên đưa ra vạch trần ra những người mà đang lợi dụng cộng đồng, nó rất là khó. Phải cần thời gian thật là lâu và cần rất là nhiều những cái evidence, tức là những cái bằng chứng để mà chứng minh cho những cái người mà mới bắt đầu vô coi Facebook. Ví dụ trường hợp nhắc lại những cái chuyện xưa, ví dụ như trường hợp Huỳnh Quốc Huy, trường hợp Lân Ngân Mai,
đúng không? Nếu như Thái Vy Lan cũng đã từng lên làm livestream để mà vạch mặt những người này là đang lợi dụng cộng đồng, đúng không? Thì hoặc là cho đứng lên vạch mặt Huỳnh Quốc Huy, Lâm Ngân Mai đang lợi dụng cộng đồng, thì mọi người đều cho mình là đang là đánh phá. Đến cuối cùng khi nào mà sự việc nó xong rồi thì mọi người mới ngã ngũ ra là nói là à, những người đó là đang đánh phá, đang lợi dụng cộng đồng. Như vậy nó có quá trễ hay không các bạn? Nó quá trễ hay không? Nếu như mọi người giống như John hoặc là Thái Vy Lan hoặc là Jenny hoặc là Đỗ Hợp hoặc là những người Quân Bảo hoặc là Henry Bằng, nếu như không cất lên tiếng nói để mà vạch trần những cái người này ra thì cái sự truyền thông nó sẽ đi về đến đâu nữa? Nó sẽ làm cho người dân Việt Nam còn hoang mang tới mức nào, đúng không? Đừng nói một chương trình Lisa Phạm có thể nào mà làm cho toàn cộng đồng người Việt có thể mà ở Việt Nam có thể mà tập trung được. Từ vì những cái người mà đang lợi dụng cộng đồng, nó sẽ, gọi là truyền thông bẩn đó, như Jenny đang nói, thì nó sẽ làm cho loãng đi cái sự theo dõi của mọi người và làm cho mọi người Việt Nam họ phân tâm, đúng không? Họ có thể compare, Lisa Phạm nói như thế này, anh John nói như thế này, Huỳnh Quốc Huy nói như thế này, Lâm Ngân Mai nói như thế này, Thùy Dương nói như thế này. Chính xác là như vậy, nó sẽ làm loãng đi cái sự mà tập trung để đấu tranh. Chính vì vậy, mình phải loại bỏ những cái thành phần đang lợi dụng cộng đồng để mọi người tập trung vào những cái người mà có chương trình giúp cho người dân trong nước hiểu rõ được vấn đề, nó tập trung hơn, giống như chương trình Lisa Phạm hoặc là những chương trình bổ ích, đúng không? Đúng không? Rất là khó. Vì một người ca sĩ đang hát hay mà bây giờ tự nhiên mình nói ở cái người đó hát dở, làm sao mình chứng minh cái người đó hát dở, đúng không? Giống như trước đây, ngày xưa ví dụ như ai cũng khen Như Quỳnh hát hay, đúng không? Tự nhiên giờ Như Quỳnh về Việt Nam hát bưng bô cho cộng sản, bắt đầu bắt các bạn ghét liền, đúng không? Cái đó là còn dễ chứng minh ha các bạn. Cho nên khi một cái điểm mà cái người mà phản biện để mà giải thích cho các bạn là cái người đó đang lừa dối cộng đồng, nó rất là khó. Đó là cái điểm mà mình muốn nói với các bạn, là anh Thái Vy Lan cũng là một thời, đúng không? Cùng chung cái chiến tuyến với lại tròn cũng như mọi người để mà ngồi xuống nhận định những cái người nào một mặt thì vẫn đưa thông tin giúp cho Việt Nam thấy được cái xã hội kinh tế cũng như chính trị ở Việt Nam, nhưng một mặt phải vạch trần ra những kẻ mà đang lợi dụng cộng đồng, đang lợi dụng cái diễn đàn livestream này để mà tạo cái tư lợi gì riêng, đúng không? Thì nói đến cái vấn đề mà làm cái diễn đàn để tạo tư lợi riêng, nó có rất là nhiều vấn đề mà đã từng xảy ra, giống như những trường hợp mà John đã kể trước đây. Các bạn thấy là những người mà gọi là những bạn trẻ mà ở Việt Nam, những bạn trẻ ở Việt Nam chưa bao giờ trải qua về vấn đề mà tham khảo về chính trị cũng như là theo dõi tình hình đất nước trong nước ra sao, hoặc là những người mà làm livestream như thế nào, chỉ ngồi đó thấy cái người đó đang nói hay quá, đúng hướng quá thì tự nhiên mình thích thì nó khác. Nó sẽ rất là dễ bị lạc hướng, đúng không? Nhưng phía sau đó họ đang lợi dụng được cộng đồng. Họ lợi dụng tất cả những cái người làm livestream mà ngồi mà kêu gọi ủng hộ tiền giúp đỡ cho người này bị thương, kẻ kia đi lao động hợp tác bị đàn áp, hoặc là đại khái là tất cả những cái gì mà kêu gọi về tiền không ít thì nhiều. Đó là những cái trường hợp những cá nhân làm livestream đang trục lợi, đang tư lợi, không những về danh mà cả về vật chất, đúng không? Từ ngày cho làm livestream ngày chưa, bây giờ cho kêu gọi mọi người ở đóng tiền cho Nguyễn Văn A đi, mới bị đụng cái việc mà làm livestream để mà nói lên những cái tệ nạn của Đảng Cộng sản. Ngoài ra Thái Vy Lan cũng là một trong những người rất là trực tính, rất là thẳng thắn và dám cùng với lại anh em cũng như là cùng với mọi người, những người mà phản biện lại, những cá nhân cũng như là những hội đoàn nào,
mà có những cái tính cách mà lừa bịp, tức là lừa đảo, lừa gạt người người dân trong nước cũng như là người hải ngoại để trục lợi vụ lợi riêng. Đó là cái điểm mà John rất là ngưỡng mộ, đúng không? Trên livestream chúng ta cũng thấy rất là nhiều dạng, rất là nhiều dạng các bạn. Có những dạng như là vì làm livestream để mà tạo một cái tư lợi riêng, làm một cái livestream để mà tạo danh hoặc là kiếm một cái danh lợi gì đó, rồi làm một cái livestream để mà lừa đảo về tiền bạc. Ngoài ra cái sự nguy hiểm nhất đó là làm livestream làm cho người dân trong nước không mất bị mất phương hướng, bị mất phương hướng, nhìn để thấy thế nào là một cái chế độ cần phải lật đổ hay là phải thay đổi. Đó là những cái trường hợp còn nguy hiểm hơn. Vì vậy mà trên diễn đàn các bạn có những anh chị em thì mọi người ai cũng có một cái cách nói riêng, nhưng chúng ta cũng rất cần những người đã nhìn thấy ra những cái người mà đang đứng lên làm livestream để lèo lái người dân trong nước mất phương hướng, hoặc là dùng cái livestream của mình để mà lợi dụng. Đó là cái điều không hay, đúng không? Thì cái điểm đó mà John cũng ngày hôm nay trên một cái gọi là trên một cái diễn đàn cũng như là trên một cái suy nghĩ chung giống như là Thái Vy Lan, cho nên John rất là ngưỡng mộ, cũng như là John đã từng nói chuyện với Thái Lan rất là nhiều trong thời gian mà làm livestream, đúng không? Thời gian qua thì vắng mặt của Thái Vy Lan thì Thái Vy Lan đang bị bệnh, không sức khỏe không cho phép để làm livestream, thì cũng lâu rồi mình không có gặp. Và giữa giữa John và trong đây có Jenny, đúng không? Thì Jenny với John thì cũng hay hai anh em hay hỏi nhau ở tình hình của Thái Vy Lan thế nào, khả quan hay sao đó, thì cũng vẫn liên lạc với nhau hỏi thăm thường. Những ngày qua thì John thấy có rất nhiều những cái status để cùng cầu nguyện ơn trên giúp cho Thái Vy Lan qua cái cơn hoạn nạn này. Thì đó là ngày hôm nay lý do tại sao mà John dùng ít phút đầu của cái livestream này để chúng ta. Dù gì đi chăng nữa, Thái Vy Lan cũng là người Việt, đúng không? Những ai mà có cái sự thù hận, những ai mà có những cái điểm mà không đồng lòng với lại Thái Vy Lan, thì chúng ta cũng hãy ngồi suy ngẫm lại những gì mà Thái Vy Lan đã làm cho mọi người, đúng không? Cho cộng đồng. Không ít thì nhiều cũng đã, thứ nhất là dạy tiếng Anh cho mọi người, đó là một cái điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai nữa là giúp cho cộng đồng, giúp cho những người mới bắt đầu vào ngồi nghe livestream để nhận thức được ra là cái người đó đang lợi dụng cộng đồng, cái người đó đang làm cho cái sự sự đấu tranh cũng như là cái nhìn của người dân trong nước bị lạc hướng. Thì chính vì vậy điều này rất là quan trọng trên diễn đàn ngày hôm nay. Vì thế có những lúc mà các bạn, các anh chị cũng biết, những người phản biện mà đứng lên cất lên tiếng nói để vạch trần những người mà đang lạm dụng cộng đồng, cái điều đó nó còn khó gấp trăm lần mà mình ngồi đây mình chỉ nói hay nói tốt, đúng không các bạn? Đúng với những cái gì mà ví dụ như bây giờ các bạn muốn cho ngồi đây kể tội cộng sản, hoặc là chửi, hay là nói theo cái hướng của các bạn, nó rất là dễ. Để cho các bạn thích nó rất là dễ, đúng không? Nó rất là dễ. Nhưng nhìn một cái người đang làm livestream đang có một cái hướng mà lợi dụng cộng đồng, đang có một cái hướng làm lật hướng dư luận, nó rất là khó. Là vì sao? Những người đó họ đang dùng những cái lời lẽ hay để mà nói theo cái hướng của các bạn thích. Và khi những người như Thái Vy Lan, John, Jenny, hoặc là Quân Bảo, hoặc là Đỗ Hợp, đó đó là những người mà cố tìm ra những cái điểm. Không phải ở đây có nhiều người theo like theo dõi livestream cũng có, và nhiều người chính trong nhóm của họ tự tạo ra những cái nick ảo. Nó khổ một cái điều là Facebook, nó khổ cái điều đó, tức là Facebook của ngay cả những người Facebooker họ làm ra Face Te hoặc là Nguyễn Văn B,
cần tiền đi mổ hay nọ. Không phải là ở đây mình nói rằng là mình có đủ tiền, mình có cuộc sống ổn định rồi mình không có để ý về quê nhà, mình không có một cái lòng mà gọi là lá lành đùm lá rách. Nói ra ở đây sẽ có rất là nhiều người phản biện là ô, ông cho này ông không có không có trái tim, không có lòng thương người. Không phải, không phải các bạn. Cuộc sống ở trong mỗi một người, mỗi một nơi có một cái chính sách riêng, đúng không? Ngay cả trong nước, tại sao người dân trong nước chúng ta đóng thuế, chúng ta làm mọi thứ đóng thuế cho Đảng Cộng sản, mà tại sao Đảng Cộng sản không lo cho người dân đủ, đúng không? Tại sao người Đảng, và khi Đảng Cộng sản đưa Trung Quốc vào Việt Nam bán đất bán biển cho Việt Nam thì người dân Việt Nam không cất lên tiếng nói? Cái điều đó là cái lỗi của các bạn ở trong nước thôi, đúng không? Không thể nào nói rằng rằng là khi mà có chuyện thì là kêu người Việt Nam, người hải ngoại bên đây kêu gọi giúp đỡ này nọ, mà nếu mà không cho thì nói họ là ích kỷ hoặc là không có quan tâm đến người khác thì nó không phải. Tự vì các bạn biết cuộc sống ở mỗi một nơi ai cũng phải đi làm, cũng phải có cuộc sống riêng. Như John đây, John đi làm chứ không phải đóng thuế cho chính phủ, để chính phủ lo khi mình có công, khi mình bị có chuyện gì, bị bệnh hay bị gì thì chính phủ lo cho mình. Ngược lại ở Việt Nam cũng vậy, các bạn thấy ngày hôm nay thuế các bạn đóng còn nhiều hơn bên này, bao nhiêu thứ thuế các bạn đều đóng. Và ngay cả khi Đảng Cộng sản vay vốn của nước ngoài, ngày hôm nay cái số vốn nó đã lên đến mức ngất đỉnh rồi, tức là gần như là phá sản rồi. Công nợ ngày hôm nay trên mỗi một đầu người đã lên tới 33 triệu một người, một đứa trẻ mới sanh ra. Thì các bạn nghĩ rằng đó là những cái điểm mà các bạn đang bị Đảng Cộng sản bóc lột mà các bạn không cất lên tiếng nói. Các bạn kêu gọi bên này, làm livestream kêu gọi bên này đóng tiền. Cho nên những người mà làm livestream không cần biết là kêu gọi ủng hộ tiền này hay tiền kia, tất cả đều là lợi dụng. Thứ nhất, cho mình là con người có danh, người đang được nhiều fan ủng hộ thì sẽ kêu gọi đóng tiền rất là dễ, đúng không? Từ chỗ mà từ danh cho đến lợi nó rất là gần nhau các bạn, nó rất là gần nhau. Cho nên chính vì cái điểm đó mà các bạn thấy những anh chị em nào mà làm livestream không bao giờ nhắc tới tiền bạc, mà không phải mình tự hào, nhưng mà các bạn hãy để ý, đúng không? Không bao giờ, không bao giờ John kêu gây quỹ hay làm này làm kia, làm trò này trò kia, không bao giờ, đúng không? Không bao giờ hát để quyên tiền, bán CD hoặc là bất cả một cái gì. Những cái điều đó là những cái điều mà sẵn si đú, đúng không? Chính vì cái điều đó mà mình muốn nói lên cái điểm. Ồ, Thanh Luân muốn lên hả? Để anh coi có giờ không nha, men. Chờ chút xíu Thanh Luân, nếu mà anh có giờ thì anh sẽ gọi em. Anh sợ anh không có giờ, anh vừa nói chuyện vừa coi giờ. Hai Thanh Luân, thank you for asking. Đó là cái điểm mà John muốn ngày hôm nay ngồi đây để trình bày. Thứ nhất là một chút mình nhắc đến cái thời gian Thái Vy Lan đã cùng anh em làm livestream. Thứ hai nữa là muốn giúp cho người xem livestream chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta đừng có thêm phong trào, đúng không? John cũng không có khuyên là người đó nói hay người đó đúng, nhưng mà các bạn thấy có rất là nhiều người làm livestream trên diễn đàn ngày hôm nay đã bị, ngay cả người Việt ở trong nước họ đã lên án những người làm livestream ở hải ngoại. Nếu như chúng ta không có đủ trình độ, giống như John vô tình coi một cái livestream của một anh ở Việt Nam, nhìn anh đầu rất là ngầu ha, tóc dài, để nếu mà John có, John sẽ gửi lên cho các bạn xem cái livestream, cái clip đó anh ta nói rất là thật, và cái trình độ hiểu biết của anh ta là vì anh ta ngay ở trong nước cho nên rất là hiểu rõ vấn đề. Thì những cái livestream của anh Benny Trường thì đa số John không có theo dõi nhiều, là tự vì nó rất là dài và rất là nhiều cho nên không có thời gian, mà chưa bao giờ coi, hầu như là như vậy. Thì mình vô tình mình thấy cái anh này anh mới đưa lên cái ý kiến là nói riêng cho anh Benny Trường á, là nếu như không đủ cái trình độ để mà đối đáp với lại những cái đứa mà tình báo Hoa Nam hoặc là những kẻ mà dư luận viên này nọ thì chúng ta không nên đưa nó vào chương trình. Làm như vậy cái người dân ở trong nước họ cảm thấy à, mình là người làm livestream mà mình còn bị thua
thua cái đấu cái tranh luận đối với cái tình báo Hoa Nam và đối với lại những cái kẻ dư luận viên như vậy, thì liệu những người ở trong nước họ còn tin vào những cái lời nói của người làm livestream ở bên hải ngoại nữa hay không? Cái điểm này rất là quan trọng, rất là quan trọng, đúng không các bạn? Đối với John cũng vậy, cái sự mà nhận xét cũng như là cái phản ứng nó tùy theo mỗi một con người có được cái chỉ số, giống như người ta nói là chỉ số thông minh, cũng như là cái phản xạ nhanh lẹ hay không, đúng không? Mỗi một người mỗi khác. Thì John thì chưa bao giờ John mời bất cứ một người nào ở bên Việt Nam lên, là vì thứ nhất, mình cứ suy nghĩ một cách đơn giản thôi là nó sẽ rất là nguy hiểm cho người trong nước, đúng không các bạn? Ở Việt Nam là tự vì đối với Đảng Cộng sản nó sẽ dùng rất là nhiều luật, và những cái luật mình không thể nào cãi được. Có thể nó là anh A này join livestream với lại John Nguyễn hoặc là Lisa hoặc bất cứ người nào đó, thì như vậy mình cảm thấy như vậy là người này đang liên kết với người nước ngoài để chống phá nhà nước, như vậy họ sẽ ghép tội cho người Việt Nam ngay, đúng không? Còn nếu như chúng ta mời dư luận viên hoặc là chúng phải những cái thằng tình báo, các bạn biết những thằng tình báo nó đã được luyện rồi, nó đã được luyện tối ngày, nó ăn nó luyện về vấn đề đó rồi, thì chúng ta chỉ là những người lên làm livestream bình thường, chúng ta sẽ không có thể nào đối đáp lại được, đúng không? Những tình hình đó thì cần phải những người gọi là chính trị gia, những người mà đi sâu vào vấn đề chính trị thì may ra có thể ngồi đó đối đáp. Chứ còn những người tay ngang, ví dụ như mình chỉ nói lên về vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội thì mình không kịp để mà phản ứng. Như vậy nó làm cho người dân trong nước họ còn hoang mang hơn, đúng không? Đó là cái điều mà những người làm livestream và một phần nhắc về Thái Vy Lan ha các bạn. Thì một lần nữa, John, thứ nhất bản thân John sẽ xin cầu xin ơn trên chúc cho Thái Vy Lan mau chóng khỏi bệnh để quay lại livestream cùng với anh em, thay mặt mọi người đã ngồi đây để cùng có một chút suy nghĩ về Thái Vy Lan và cùng cầu nguyện cho anh ha. Kế tới là mình muốn nói về về tình hình, mình nói về một tí về môi trường đi ha các bạn. Tại vì ngày hôm qua vô tình á, mình coi một cái video clip mà mình thấy người dân Việt Nam ngày hôm nay, khi mà hứng nước ngọt đó các bạn, mà hứng một cái xô nước nó đen ngòm luôn, tức là nước nó đen thù lùi giống như là nước cống chứ không phải là nước để sử dụng. Thì nói về nguồn nước ngọt, các bạn biết Việt Nam có rất là nhiều những cái tài nguyên cũng như là những cái gì mà thiên nhiên, Việt Nam tuy là một nước nhỏ nhưng tài nguyên thiên nhiên đã ưu đãi rất là nhiều cho đất nước Việt Nam, mà chính con người Việt Nam không biết cái nguồn tài nguyên đó mà để cho một cái đảng cộng sản, là một cái đảng từ ở trong rừng đi ra không có trình độ để mà nó quản lý cái tài nguyên này. Chính vì điều đó tại sao Việt Nam càng ngày càng tụt hậu, và tại sao Việt Nam càng ngày càng thiếu nợ nhiều, và tại sao con dân Việt Nam ngày hôm nay chưa sanh ra đã chuẩn bị gánh 33 triệu đồng tiền tiền nợ công, đúng không? Riêng nói về nước ngọt các bạn, chúng ta có sông Sài Gòn. Trước năm 75, sông Sài Gòn là một trong những nhánh sông để mà làm cái nguồn nước ngọt sinh hoạt cho toàn khu vực Sài Gòn cũng như là các tỉnh lân cận, các vùng lân cận, đúng không? Nhà máy lọc nước sông Sài Gòn, tất cả tròn rất còn nhỏ nhưng mà cho còn nhớ ngày xưa cứ nói là nước này là nước máy của từ sông Sài Gòn kéo vô. Thì các bạn biết sông Sài Gòn và các nhánh sông khác đã là nguồn nước rất là tốt cho người dân Việt Nam. Về miền Tây các bạn thấy sông Tiền, sông Hậu, sông Mê Công, tất cả những dòng sông này là một nguồn trù phú cho miền Nam. Nước ngọt nó trong sạch đến mức độ mà người dân ở dưới quê họ không cần phải dùng sử dụng để lọc nước, mà họ lấy thẳng nước từ sông đi vào, đánh phèn có thể được ăn được và đánh phèn có thể sử dụng, tắm rửa và ăn uống một cách dễ dàng, đúng không? Mà ngày hôm nay các bạn thấy cái môi trường của Việt Nam ngày hôm nay ra sao, nguồn nước mở ra nước máy mà đen còn hơn nước cống nữa.
thật là quá đau lòng cho đất nước Việt Nam. Riêng đó là cái nguồn nước ngọt các bạn. Về phía Bắc thì có sông Hồng. Đất nước Việt Nam toàn bộ từ Bắc đến chí Nam đầy đủ hết. Chưa nói về biển nha các bạn. Chưa nói về biển nha. Đây là mình mới nói nước ngọt là tại vì mình thấy cái xô nước nó bị đen như vậy. Thì tại sao người dân Việt Nam hôm nay còn chờ đợi gì nữa, còn nghĩ gì khi thấy cái nguồn nước là cái nguồn quan trọng nhất để nuôi sống con người mà nó bị ô nhiễm đến mức độ như vậy mà mọi người vẫn im lặng. Nói đến nước ngọt các bạn biết, không biết anh chị ở trong đây có ai đã từng đi du lịch Singapore chưa ha? Thì Singapore là một trong ngày hôm livestream trước cho đã nói riêng cái passport của Singapore hiện tại năm 2018 là có power nhất.